Thủy xin chào một cô chú anh chị nha. Trở lại với Thủy Family Oregon với ta. Và cô chú anh chị ở giờ gia đình Thủy đi chùa nha. Đi chùa đầu năm. Chị Ba ngồi kế bên mà chị Ba chưa quay đó. Cho nên là quay mấy mẹ con nè với chồng Thủy thôi. Chị Ba chưa quay. Xin lễ lời xin chào đi con. Xin chào một cô chú. Giỏi quá. Bây giờ bắt đầu đi lễ Phật đầu năm không mà cô chú anh chị à. Đây là anh chàng yêu thương của Thủy nè, đó. Chở vô đi chùa đầu năm. Anybody want to dress as sweet heat? Năm nay đầu năm hôm qua Thủy gọi điện về gia đình coi gia đình lì xì ba má đó, mấy đứa cháu lên lì xì cho ông một bà nội ông bà ngoại. Lên lì xì ông bà, lì xì ông coi nói chuyện vui đúng không mà chứng chuyện rồi cái thấy ở nhà đó chị của Thủy nè chỉ ở nhà ăn chay đầu năm của mùng một cho Thủy cũng ăn chay. Thường hồi đó ở Việt Nam thì má của Thủy cũng hay ăn chay đầu năm đó, có nhiều khi ăn chay ba ngày đầu năm hay là một ngày mùng một gì đó mà của chính chị để nhiều khi khách đến nhà mình còn đại khách là nói chuyện nữa. Đây trên đường đi nè mọi người, qua cái cầu này, lúc nào đi lên thành phố gia đình thì cũng đi qua cái cầu này nên mình đi thấy cũng trời trong xanh lắm. Lần đầu Thủy đeo mắt kính nè, có ai thấy Thủy già hơi nhìn đẹp hơn không đó? Mắt kính mới có mắt kính cặn đó mà cô chú anh chị. Rồi trời ơi, nhìn kìa, bầu trời quá đẹp luôn. Vậy là tới đây là gia đình Thủy gần sắp tới chùa rồi nè. Nhưng mà cảnh rất là trong xanh, trời rất trong xanh. Thích thật là thích luôn một cô chú anh chị ơi. Nhưng mà thấy vậy cũng lạnh lắm nha. Rồi bây giờ đi tới chùa rồi. Đi xuống đi vô chùa thôi. Thủy phải lòng tiếng á, tại vì ở trong chùa có nhiều người quá mà đông quá đó. Cho nên là Thủy cũng không có nói được cái gì, Thủy chỉ quay thôi. Rồi bây giờ Thủy sẽ lòng tiếng lại cho ông bà cô chú anh chị coi xem cho vui giúp Thủy ha. Chứ mà để Thủy vừa quay xung quanh mọi người mà Thủy nói lớn quá cũng không được. Tại đi chùa đó, nhất là mình phải nói nho nhỏ và mình phải kính trọng, mình phải tôn trọng, kính trọng, im lặng. Những lúc mình đi chùa thì tâm phải thanh thản. Cho nên là đây, bà cô chú nhìn nè, đó ở Mỹ ông thấy không, cũng hả nhiều người Việt mình mặc áo dài đến chùa vào ngày mùng 1. Buổi sáng ngày mùng 1 đi lễ chùa cầu an cho gia đình. Ở đâu cũng vậy, ở đâu có người Việt mình là có chùa nha mà cô chú. Ở đâu có người Việt mình là có Tết nha. Tùy theo mình thôi, chứ không phải là sống ở nước ngoài là không có Tết. Nhưng mà mình hơi nhớ gia đình thôi, tại vì không có gia đình của mình á. Còn ai mà ở nước ngoài mà có gia đình, anh em, cha mẹ đông thì coi như là cũng ok lắm, không có gì đâu, không có buồn. Tại vì Tết ở Mỹ cũng có chùa nè, cũng có thức ăn bánh tét, bánh ít rồi nhiều lắm ông bà cô chú anh chị. Nhưng mà gia đình Thủy là Mỹ Việt á, cho nên cái nào Thủy có thể dạy được con Thủy và phong tục Việt Nam mình thì Thủy dạy thôi. Nói là đầu năm đi chùa xin lộc đầu năm cho nó khỏe phắn một năm, mọi thứ được vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Đó, hai mẹ con đang ngồi lại Phật. Và ở đây cũng rất là đông luôn á bà cô chú anh chị. Ngôi chùa này cũng rất đông, lúc Thủy đến là cũng 1 giờ trưa rồi. Tại vì ông bà cô chú biết là Thủy có con mà dắt mấy đứa con mà bỏ lên xe mà diện quần áo đẹp đẽ là cũng một thời gian, cũng tốn thời gian. Chị lấy lì chị quậy quá trời, chị chạy tới chạy lui tại vì chị thấy đồ đẹp, người ta mặc đẹp, rồi những cái cảnh lạ đó mà cô chú anh chị, cho nên chị cũng hả xôn xao nhôn nhao lắm. Rồi đây đẹp chưa mà cô chú anh chị, cũng đâu thua gì ở Việt Nam mình đâu ha. À, mỗi năm thì Thủy đến đây giếng Phật, rồi khi nào rảnh thì chạy đến đây cuối tuần ngày chủ nhật của tuần á mà cô chú anh chị.
Đây là lấy lì xin lì xì. Ở đây thì chủ có để là một cái bao lì xì với lại quýt, những trái quýt để mình lấy lọc đầu năm đó, ăn cho khỏe và lì xì cho mọi mình có tiền nhiều đó mà. Đây là lọc đầu năm của chùa, cho nên là thủy nói với con thì với chồng thủy lên nên lấy. Tại vì chị chồng thủy nói là không lấy, không có lấy, tại mình không có cần thì mình không lấy. Thủy nói không, cái này là chùa bỏ ra lấy, là cái này cái lọc để đâu năm để mình ăn mình khỏe vắng, lọc đầu năm cho gia đình vui vẻ hạnh phúc an lành suốt năm vậy đó, chứ không phải là gì. Thì chồng thì không ngại lắm, mà lấy cái gì mà không có phi á, là họ lấy cái gì mà không trả tiền không mấy là ổng ngại lắm. Nhưng mà thì nó lấy đi, cái này là chùa để cho mình mọi người lấy chứ không phải riêng mình đâu, đâu có sao đâu. Thì đó, xong rồi thì dạy con thì lên phải bỏ tiền vô nó không nhiều ba cô chú anh chị, lòng của mình thôi, mình có nhiêu thì mình bỏ nhiêu, chùa đâu có yêu cầu mình đâu, nhưng mà mình thích bỏ nhiêu thì mình bỏ nhiêu, cái đó là tấm lòng của mình thôi ha. Khi mình đi chùa là như vậy, cái đó thì từ nhỏ thì cũng biết rồi. Cái phong tục Việt Nam mình là như vậy thôi, chứ ở chùa hả, sư thầy rất là dễ thương luôn nè. Như thầy ra đứng, tự đứng mà phát lộc đầu năm cho mọi người luôn. Thì cũng may mắn thì gặp được sư thầy nè. Tại hôm nay thì đi hơi trễ, năm nay thì đi hơi trễ, chứ hồi năm rồi thì đến chùa là 9 giờ sáng rồi. Năm nay đi hơi trễ cho nên là không có ngồi nghe tụng kinh đầu năm được, nhưng mà cũng gặp được thầy ra phát lộc đầu năm cho mọi người, cho nên thì cũng lấy lộc đầu năm từ thầy, cũng mừng quá, vui quá. Nhiều đông lắm các bạn, đông ui là đông luôn nha, vui lắm. Nói chung là chỉ cho chồng với con thì biết cái tục lệ Việt Nam mình đó mà, tại chưa bao giờ thì về Việt Nam ăn Tết cho nên đâu có đi chùa đầu năm ở Việt Nam đâu. Thì ở Mỹ cũng được, ở Mỹ mình làm cũng được, ở Mỹ cũng có mà. Cái nào thì chỉ được cho con với chồng thủy thì thủy chỉ thôi. Nói chung là nhập gia tùy tục thì thủy là phải sống theo hai quốc gia, bên chồng và bên mình nữa, cho nên nhiều khi thủy cũng phải đi nhà thờ với chồng thủy, rồi nhiều khi chồng thủy cũng đi chùa với thủy đó. Hai vợ chồng thủy thì không có chia ra là Phật hay là đạo hay gì hết, miễn là mình có tấm lòng sống thoải mái, không hại ai, không ghét ai, không ganh tị ai là được. Không, bà có chính trị thủy với chồng thủy thì chỉ nghĩ vậy đó, cho nên là đạo nào cũng được, không có sao hết. Đi đến những nơi này là mình phải tâm thanh tịnh thôi, chứ không có gì hết. Đây dạ hai đứa con, chị ba cũng có, nhưng mà những lúc mà chị ba làm á, chị ba lại Phật, chị ba cúng thì chị ba không muốn quay, tại vì con gái thứ ba của thủy không muốn vô video đó các bạn, cho nên thủy không có quay. Đây thủy nè, cầu năm, cầu mong cho một năm tới mình được an khang mạnh khỏe, mọi thứ dạng sự như ý, giống như tất cả mọi người đến chùa cầu nguyện cho khỏe vắng một năm. Đây là cái tục lệ Việt Nam mình. Đó. Rất ông chồng thì cũng dễ thương, cũng cố gắng về sớm chở vợ chở con đi chùa, nói chung là cũng hạnh phúc lắm ông bà cô chú anh chị. Nghèo nghèo nhưng mà thôi, hạnh phúc qua ngày cũng được ha. Thì xin chúc đến mọi người, đây là mùng 1, buổi sáng mùng 1 của đầu năm, cho nên đi chùa thì xin chúc đến mọi người may mắn an khang thịnh vượng, tiền vô như nước, vạn sự như ý và sức khỏe dồi dào nha. Cầu nguyện đến tất cả mọi người ở trên thế gian này có được nhiều hạnh phúc và nhiều may mắn. Đầu năm thì xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người nha, đến gia đình, cha mẹ, anh em, ông bà cô chú anh chị và các bạn được một năm an khang thịnh vượng, hạnh phúc vui vẻ, tiền vô như nước, tài lộc đến nha. Thôi thì đến đây cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất nhiều. Xin ông bà cô chú anh chị thương gia đình nhỏ có thể cho thì một like hay một share, một đăng ký, một ủng hộ giúp đỡ thì cảm ơn rất nhiều nha. Ở chùa này á, thì có cúng xong các chùa đó, cúng xong thì lúc nào cũng cho mình ăn đồ chay đó ông bà cô chú anh chị. Thấy chùa nhộn nhịp không? Trời ơi, đến đây là thấy xuân liền, thấy đầu năm là xuân liền, ai cũng mặc áo dài. Đây là mì chay nè ông bà cô chú anh chị, mì chay này rất là ngon nha. Các cô, mấy cô chú làm đồ ăn ở chùa này rất là ngon, có mì chay nè, rồi có con nuôi chay nè, rồi có bánh bánh giá lợn, rồi có các bánh, mấy cái bánh ngọt cho mình ăn nữa. Nhưng mà đông lắm ông bà cô chú anh chị ơi,
đông thật là đông luôn. Nhưng mà Thủy cũng muốn cho con với chồng Thủy ăn đồ chay, tại vì Thủy cũng ăn chay đó, nên ăn cho con với chồng Thủy ăn luôn cho biết. Đây là trên đường về, trời ơi, nhà đường về đúng là một ngày đi chùa về mà thấy bầu trời trong xanh vậy là rất là hạnh phúc, là một năm thật là vui vẻ hạnh phúc đây. Thầy thì xin cảm ơn ông Bồ Câu Chính Chi nha, hẹn gặp lại, bye bye.